Bác sĩ ơi, các bạn mà tham gia chương trình thay nhan sắc đổi số phận ý, thì các bạn sẽ có quyền lợi gì ạ? Các nhân vật mà tham gia chương trình thì đương nhiên các bạn được tài trợ thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí, được thực hiện bởi bác sĩ Mạnh và ekip đội ngũ của MD Trên Line, và cam kết không phát sinh bất kể một cái chi phí nào trong xuyên suốt cái quá trình thực hiện cái phẫu thuật thẩm mỹ và tái khám của các bạn. Bác sĩ Mạnh sẽ hỗ trợ đi lại và di chuyển cho bạn và gia đình của các bạn. Bên cạnh đó, ngoài cái việc mà hỗ trợ về phẫu thuật thẩm mỹ cho các bạn ấy để mà thay nhan sắc đổi số phận, thì nếu các bạn có những cái hoàn cảnh khó khăn về công việc, bác sĩ Mạnh và ekip và đội ngũ những cái nhà đồng tài trợ hỗ trợ xin việc cho các bạn, hoặc là định hướng nghề nghiệp để giúp các bạn ổn định cuộc sống, nuôi sống được bản thân và gia đình. Bác sĩ Mạnh sẽ cam kết đồng hành và tài trợ cho các nhân vật tham gia cái chương trình thay nhan sắc đổi số phận cho tới khi bác sĩ Mạnh nghỉ hưu mới thôi các bạn nha. Nếu các bạn nào mà muốn tham gia cái chương trình thì có thể nhắn tin trên link bio ở tường TikTok đó, gửi hồ sơ hình ảnh để mà đội ngũ ban chương trình có thể là xét duyệt để mà đăng ký cho các bạn.